Xin chào tất cả các bạn, một tuần nữa lại trôi qua rồi và chúng ta lại gặp nhau trong một buổi lên bài để tìm kiếm cái thông điệp cho một tuần mới nha. Thể thức thì vẫn như mọi lần thôi, chúng ta vẫn sẽ có những tụ bài để cho các bạn lựa chọn. Và hôm nay sẽ có một chút hơi đặc biệt hơn một chút xíu. Đó là các bạn sẽ không chỉ chọn lựa một trong hai nữa, mà các bạn sẽ có thêm một chút cơ hội. Chúng ta sẽ chọn một trong ba. Tức là hôm nay có tới ba tụ bài, như các bạn nhìn thấy bên hình đây. Và các bạn hãy chọn đi, các bạn chọn tụ bài bên trái ở giữa hay là tụ bài phía bên tay phải. Và đương nhiên rồi, sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ đến với cái phần giải nghĩa ngay ở phía sau đây. Hãy cùng nhau đến với tụ bài ở phía bên tay trái trước nhé. Nào, lá bài đầu tiên, thông điệp nào. Tên của lá bài này là King of Wands, của quân bài cấp độ nhà vua. Bản chất của bộ Wands trong hệ thống hình ảnh của Tarot, nó thường đại diện cho các giá trị về trách nhiệm, về cả những giá trị về thách thức, rào cản cũng như là cả vinh quang nữa. Thông thường thì King of Wands khi lộn ngược thế này, nó sẽ nói về cái vấn đề độc tài, độc đoán và có thẩm quyền để quyết định, tác động đến những cái vấn đề khác nhau. Nhưng thật sự là trong trường hợp đối với King of Wands lộn ngược như thế này thì mình có cảm giác rằng nó sẽ phải mang một lớp nghĩa khác. Thông điệp đầu tiên của các bạn trong tuần này đối với những bạn chọn tụ bài phía bên tay trái, mình nghĩ rằng nó là một lời khuyên để né đi những cái mâu thuẫn. Lý do tại sao? Cái việc mà King of Wands lộn ngược ở đây để né đi những mâu thuẫn là bởi vì cái quân bài số 2 này, nó là Five of Swords. Năm kiếm là một quân bài tranh đoạt đến chết nếu như nó nằm xuôi. Nó mang lại rất nhiều rủi ro. Tức là kiểu gì thì kiểu, bạn thắng bạn cũng sẽ tổn thất, bạn thua bạn cũng sẽ tổn thất, chỉ là bạn tổn thất ít hay là bạn tổn thất nhiều mà thôi. Trong trường hợp này thì Five of Swords nó lộn ngược như thế này. Tức là lời khuyên trong trường hợp này, nó không khuyến khích bạn tham gia vào những cái xung đột, không khuyến khích bạn tham gia vào những cái sự ẩu đả, hay là gặp bất kỳ một cái giá trị mâu thuẫn nào mà trong cuộc sống của bạn trong tuần này mà bạn gặp phải, thì bạn đều nên tránh xa nó chứ không nên tham gia vào. Đấy chính là lý do tại sao mà nhà vua lại hạ cây quyền trượng của mình xuống như thế. Không phải là bởi vì mình yếu kém đâu, mà là bởi vì có những cái thứ giao tranh mà mình phải né nó đi, mình không nên tham gia vào làm gì hết. Cái vấn đề nữa ở đây là Emperor. Nếu như Emperor nó nằm xuôi như thế này này, mình sẽ nói luôn, ok, bạn cứ tranh đấu đi nếu như bạn muốn, bởi vì nó sẽ có một cái phần thưởng nào đó, hay chí ít là nó sẽ có một cái thành quả gì đấy nó đến cho mình nhá. Nhưng mà nếu như gì Emperor này lộn ngược này, ít nhất nó còn là sức mạnh, nó còn là quyền lực. Nhưng mà thường cái hình ảnh của Emperor khi lộn ngược thế này, nó mang một cái gì đấy, tức là cái hình ảnh của bạn trong mắt mọi người nó sẽ xấu đi rất là nhiều. Nó mang cái hình tượng của một kẻ độc tài, nó mang cái hình tượng của một kẻ độc đoán, nó mang cái hình tượng của một người hiếu thắng. Thậm chí là không có một sự cả nể hay nể nang lẫn ai cả. Và nó ảnh hưởng rất mạnh đến cái cách mà mọi người nhìn bạn trong trường hợp này. Cho nên né đi một chút những cái giao tranh không cần thiết, những cái mâu thuẫn không cần thiết, thì về sau bạn sẽ ổn định, và cũng như là cái cách mọi người nhìn bạn sẽ nể bạn hơn rất là nhiều so với việc là bạn lao vào những cái mâu thuẫn như thế nhá. Và cuối cùng là The Hermit. Ok, The Hermit nằm xuôi thì thôi, không nói làm gì cả. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta có The Hermit lộn ngược. Lời khuyên trong trường hợp này dành cho các bạn đó là gì? Hãy tận dụng thời gian này mà đi nghỉ đi nhá. Hoặc các bạn có thể nghỉ ngơi ở nhà, hoặc nếu như các bạn đã tiêm 2 mũi vaccine rồi thì các bạn đi du lịch đâu đó nhá. Bởi vì bản chất của The Hermit khi lộn ngược nó có nghĩa là cô đơn và một cái gì đấy tự cô lập. Hàm ý của cái quân bài này, cá nhân mình trong trường hợp này, mình cho rằng nó muốn các bạn có một quãng nghỉ ngơi. Tức là không chỉ đơn giản là tránh những cái mâu thuẫn mà mình vừa nói nhá, mà thậm chí chúng ta nên có một cái quãng nghỉ cho cá nhân mình trong xuyên suốt một thời gian vừa rồi đã vất vả. Đó, đấy là cái thông điệp cho những bạn nào chọn tụ bài phía bên trái nhá. Đó là né mâu thuẫn, né giao tranh thì sẽ có lợi hơn cho sau này. Còn nhảy vào chỉ có phương hại cho mình thôi. Hình ảnh của mình, danh tiếng của mình cũng như là cái cách mọi người nhìn mình nó sẽ xấu đi rất nhiều nhá. Không cần thiết đâu. Ngay sau đây sẽ là cái phần giải đáp thông điệp của tuần này dành cho những bạn nào đã chọn tụ bài ở giữa nhá. Nào, quân bài đầu tiên của tụ bài này, một giá trị rất mạnh, The King of Pentacles. Giá trị của bộ Pentacles mang theo sức mạnh của nguyên tố đất, tức là sức mạnh về sự định hình cũng như là tính ổn định. Bên cạnh đó nó còn nói về nền tảng tài chính, kinh tế cũng như là tính sở hữu nữa. Vậy thì trong trường hợp này đương nhiên rồi, cái thông điệp mà lượt bài ở giữa này muốn gửi cho các bạn không gì khác, đó là các yếu tố mang tính chất công việc cũng như là các vấn đề tài chính nhá.
Thì thế này, đối với giá trị của King of Pentacles khi nằm xuôi, hàm ý của nó luôn nhấn mạnh về một tính ổn định cao, về một nền tảng tài chính tốt cũng như là cái trí tuệ của cái người đó nhá. Thế nhưng mà trong trường hợp này, cá nhân mình ấy, nếu như mà chỉ nói đến như vậy thì câu chuyện nó chẳng còn gì để nói cả. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng trí tuệ như thế nào, hay là điều hướng những cái câu chuyện về nền tảng tài chính như thế nào đây? Thì quân bài số 2, yếu tố tác động lên nền tảng là Queen of Pentacles, nó sẽ giải đáp cho các bạn điều đó. Đây là quân bài mang giá trị của sự vun vén và sự nuôi dưỡng, đúng không? Và đi với cả kết hợp, nếu như Queen of Cups, Queen of Pentacles mà nằm xuôi thế này, thì nó tức là nó muốn ám chỉ rằng ok, bạn hãy nuôi dưỡng cái công việc hiện tại, được chưa nào? Thế nhưng mà chúng ta lại có một quân bài từ Queen of Pentacles lộn ngược. Hàm ý là sao? Khi lộn ngược lại với cái nghĩa vun vén và chăm sóc là đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi, cái lớp nghĩa nó sẽ ngược lại. Ở đây nó là không có chăm sóc, không có vun vén, không có làm một cái gì nữa cho cái công việc này cả. Vậy thì hàm ý như thế tức là sao? Phải chăng là đã đến thời điểm chúng ta dừng lại cái công việc này, chúng ta không đầu tư cho nó nữa, và chúng ta phải tạo ra một cái sự thay đổi, đúng không? Vậy thì Queen of Pentacles lộn ngược ở đây tức là nó, nếu như thông điệp của tuần này là gì? Nếu như bạn thật sự có ý định tạo ra một sự thay đổi hay là làm một cái gì đó nó mới, thì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu ngay ở thời điểm này. Đây là về mặt công việc nhá. Nếu như bạn nào mà đang có cái ý định đó thì các bạn có thể bắt đầu ngay. Nhưng mà lưu ý này, ở đây mình có Three of Wands. Three of Wands là một quân bài mang tính thách thức rất cao. Nó nói về việc là bạn đã sẵn sàng hay chưa, đã sẵn sàng để thay đổi hay chưa, và thậm chí là đã mạo hiểm để thay đổi hay chưa. Three of Wands, cái sự thay đổi ở đây nó không êm đềm như những cái lá mang tính chất của sự thay đổi khác đâu. Three of Wands khi nói về sự thay đổi luôn mang rất nhiều sự liều lĩnh và một sự khắc nghiệt. Bạn nào mà lên phải cái lá này trong một lượt bài về công việc thì thường có rất là nhiều cái khó khăn nó đang chờ đón mình. Thế thì ở trong cái lượt bài này, đối với những bạn đã chọn tụ bài ở giữa này, thì mình phải nói thật là Three of Wands ở đây đó là gì? Bạn có thật sự sẵn sàng để bỏ công việc hiện tại để bắt đầu một cái gì đó mới, một cái gì đó thật sự mà mình muốn hay không? Bởi vì đôi khi nhá, Three of Wands nó sẽ gây ra những cái rắc rối, ví dụ là khó khăn trong cái việc bắt đầu lại, hay thậm chí là đơn giản là những người xung quanh bạn phản đối bạn làm cái điều đó, và bạn bước qua cái điều đấy như thế nào thôi nhá. Nhưng nào, Ace of Pentacles là cuối cùng của cái tụ bài ở giữa này. Ace tức là một sự khởi đầu mới, được chưa? Rồi, một sự thay đổi lớn đi kèm một sự thay đổi mới, quá hợp rồi. Thì bộ Pentacle ở lá Ace này nó có một cái lớp nghĩa cực kỳ rõ ràng, đó là hạt giống của sự phát triển. Không khác gì nó bảo là chúng ta đã đến lúc phải gieo trồng, không khác gì nó đã bảo chúng ta là đã đến lúc phải có một cái gì đấy nó mới hẳn, đúng chưa? Mà gieo trồng của Ace of Cups tức là mọi thứ nó gần như là bắt đầu lại từ đầu. Và rất có thể là gì? Khi bạn nghỉ việc ở cái lượt bài này, nếu bạn chọn lượt bài này, thì cái việc mà bạn nghỉ việc ấy, nó không đơn giản chỉ là nghỉ việc đâu, mà nó còn muốn bạn bước hẳn sang một lĩnh vực nào đó khác, làm một cái gì đó mới hơn. Và mình nghĩ rằng đấy chính là cái thông điệp cho những bạn đã chọn cái tụ bài ở giữa này. Rồi, còn đối với tụ bài cuối cùng, tụ bài ở phía bên tay phải thì sao đây? Lá đầu tiên của tụ bài phía bên tay phải là The Hangman. Ok, nào, đối với The Hangman, nó luôn nói về sự chậm trễ và sự trì hoãn khi nằm xuôi. Thế nhưng mà thế này, cái sự chậm trễ và trì hoãn ở đây ấy, không phải là do cái yếu tố môi trường bên ngoài tác động vào, mà là do mình, tự mình tạo ra sự chậm trễ và sự trì hoãn. Vậy thì sao? Thế này nhá, đối với những bạn chọn tụ bài ở phía bên phải này, nếu như các bạn đang đắn đo một điều gì đó, các bạn đang muốn kéo dài thời gian cho một điều gì đó để nuôi dưỡng cái mục đích của mình, kể cả là các bạn có đang kéo dài một mối quan hệ để nuôi dưỡng cho mình một mục đích nào đó, hay các bạn kéo dài một công việc để chờ đợi một cái điểm nhấn hay là một cái điều gì đó nó xảy đến, thì trong trường hợp này, cái sự chờ đợi của các bạn, mình xin tuyên bố là hoàn toàn chính xác nhá. Với một The Hangman thì đương nhiên lời khuyên trong trường hợp này, cái thông điệp nó gửi đến là chúng ta hãy làm mọi thứ nó chậm lại một chút, để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên một chút. Nhưng hãy tiếp tục chờ đợi, bởi vì là cơ hội vẫn còn ở phía trước. Đừng cố để tạo ra một cái sự thay đổi quá mạnh và quá lớn ngay ở thời điểm này, dù bất luận là bạn đang cho một mối quan hệ thời gian hay là bạn đang cho một công việc thời gian để bạn chờ đợi xem là nó có điều gì tốt đẹp nó đến với mình hay không, thì sự chờ đợi đó đều đúng nhá. Các bạn không phải lo, bởi vì tại sao? Phía sau quân bài của sự chờ đợi là The Sun, tức là mặt trời.
The Sun nằm xuôi, tức là mặt trời mọc, đúng chưa? Hàm ý ở đây là cái sự chờ đợi của các bạn trong trường hợp này có được đáp trả không? Thì với The Sun nằm xuôi, mình đảm bảo với các bạn hoàn toàn sẽ được đáp trả lại một cách xứng đáng với cái sự chờ đợi này. Dù cho đó là sự chờ đợi về một sự đáp lại của một mối quan hệ, hay dù cho đó là sự chờ đợi về cái sự đáp lại của một cái công việc mà mình đang chờ đợi từ lâu, hay là một cái thành quả nào đó mình đang chờ đợi từ lâu nhá, không phải lo. Tiếp nữa, The King of Swords. Ok, nào, The King of Swords này, thanh kiếm đại diện cho quyền lực và tầm ảnh hưởng, đúng không? Cấp độ bài lên đến nhà vua rồi, rất mạnh. Tức là quyền lực, sức ảnh hưởng, trí tuệ và việc và khả năng lãnh đạo ở trong thời điểm này là nó phát tiết ra hết. Hay nói cách khác là cái sự chờ đợi của các bạn nó có giúp cho chính bản thân các bạn đặt mình vào một cái tâm thế nó tốt hơn hay không? Thì King of Swords nó đảm bảo cho các bạn điều đó. Sự chờ đợi lần này nó sẽ đặt chính các bạn vào một tâm thế tốt hơn và một cái vị thế nó chắc chắn hơn và nó khó lung lay hơn. Nhớ, cố gắng, dù trong bất luận chuyện gì, tình cảm hay công việc thì nó sẽ đều đặt các bạn vào một vị trí thuận lợi hơn rất là nhiều. Không phải lo, cái sự chờ đợi ở đây là hoàn toàn xứng đáng. Nhớ. Và là cuối cùng, The Hierophant. Đây là quân bài mang ý nghĩa về truyền thống, đức tin và tính kế thừa. Truyền thống và đức tin thì thôi chúng ta tạm bỏ qua một bên nhá. Nhưng mà chúng ta hãy nói một chút về cái tính kế thừa. Chúng ta định nghĩa về tính kế thừa thế nào? Tức là chúng ta tiếp tục những gì mà chúng ta đã bắt đầu, đúng không? Tức là chúng ta tiếp tục cái yếu, những cái khía cạnh đó dựa trên những gì nó đã có sẵn. Ví dụ trên một mối quan hệ tình cảm, The Hierophant tức là có nên tiếp tục mối quan hệ đó không? Nên tiếp tục, tính kế thừa mà. Giờ trong công việc là tôi có nên tiếp tục chờ đợi công việc tôi muốn hay không? Hay là tôi có nên tiếp tục chờ đợi cái thành quả trong công việc mà tôi đang chờ đợi bấy lâu nay hay không? Nên tiếp tục, kế thừa mà. Nhắc lại lần nữa, thì đối với thông điệp của những bạn mà đã chọn cái tụ bài phía bên tay phải này, thì các bạn lưu ý, mọi sự chờ đợi của các bạn trong trường hợp này đều xứng đáng. Các bạn không cần thiết phải quá vội vàng. Nếu như các bạn trì hoãn lại và các bạn chưa muốn thay đổi bất kỳ một cái yếu tố nào đó trong khía cạnh cuộc sống của mình, trong suy nghĩ của các bạn, thì trong trường hợp này các bạn đã hành động đúng nhá. Cái sự trì hoãn đó hoàn toàn hợp lý trong trường hợp này. Hãy cho mọi thứ thêm thời gian và đừng vội vàng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ một chút thời gian để theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những cái thông tin ít ỏi vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có được một chút định hướng trong cái tuần mới. Lưu ý cái gì hay là phát huy cái gì, các bạn có thể biết là mình nên làm gì và không nên làm gì. Nếu như các bạn cảm thấy thích video này và thấy nó có ích thì làm ơn cho mình một subscribe trên YouTube và một follow ở trên Instagram nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi lên bài của tuần sau. Bye.